Sau gần 3 tháng thực hiện việc điều chuyển luồng tuyến vận tải trên địa bàn Hà Nội, nhiều doanh nghiệp tiếp tục kêu lỗ do lượng khách không ổn định, đồng thời muốn xin quay trở lại bến Mỹ Đình hoạt động. Sau 2 năm mới thực hiện việc điều chuyển. Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất sắp xếp lại bến xe nước ngầm và Giáp Bát. Theo nguyên tắc, mỗi tỉnh sẽ chỉ tập trung tại một bến xe. Các doanh nghiệp từ bến xe nước ngầm đi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An cho biết họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện điều chuyển luồng tuyến vận tải vì không có khách. Đa số ý kiến của doanh nghiệp mong muốn sớm nhận được câu trả lời từ các cấp ngành chức năng về việc có hay không điều chỉnh lại việc sắp xếp luồng tuyến, đồng thời muốn xin quay trở lại bến Mỹ Đình hoạt động như cũ. Trước mắt, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải thu hút được luồng khách tập trung và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ tái cơ cấu lại hai bến xe Giáp Bát và nước ngầm. Sự không phù hợp. Vì sao bây giờ như này? Kể cả cái thành phố Hà Nội là một trái tim của cả nước, thì mọi cái sự giao lưu của các bến, các tỉnh phải có sự gắn kết. Tại sao không cho bến nọ, xe nọ đấu đầu đối với xe kia? Phải có sự đối lưu. Tỉnh nào về tỉnh ấy mà bến thì là tốt thôi. Nếu phân chuyển Giáp Bát mà để sắp đặt lại anh em luồng tốt thì là tốt. Một số chuyên gia vận tải cũng khẳng định việc điều chuyển luồng tuyến của Hà Nội khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn là không tránh khỏi, nhưng chủ trương sắp xếp các bến xe một cách khoa học, hợp lý, tránh xuyên tâm, giảm ùn tắc thì trước sau cũng phải làm, mà làm càng sớm càng tốt. Trước khó khăn của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội phải có biện pháp giải quyết kịp thời. Trước mắt cần đánh giá khách quan thực tế về tần suất lượng khách có thể điều chuyển một số tuyến cùng một tỉnh về một bến tạo sự công bằng, bình đẳng. Tôi cho rằng đó là ý kiến sắp xếp rất đúng, rất khoa học. Bởi vì từ một thành phố Hà Nội xuất phát về một địa phương nào đó thì phải xuất phát từ một bến để tạo điều kiện giữa các doanh nghiệp cạnh tranh nhau bằng chất lượng phục vụ hành khách, bằng giá cả chứ không phải là cạnh tranh nhau bằng cái điều kiện thuận lợi. Việc doanh nghiệp gặp khó khăn đang được các cơ quan chức năng giải quyết và chờ Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo thực hiện. Sau khi phá cửa, đội phòng cháy chữa cháy chợ đã tiếp cận đám cháy và cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 xử lý kịp thời, khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu vẫn đang được ngành chức năng làm rõ. Đang trong thời điểm mùa khô, các hộ cháy